Sau lần này chúng ta sẽ dùng phần mềm mô phỏng PSIM để xem cái đường điện áp của thi nó sẽ là như thế nào. Ở đây mình vẽ mạch như thế này. Các bạn hãy xem tự xem thông số. Đây là mạch phát xung. Góc mở alpha sẽ bằng 90 độ. Ở đây mình có nối một voltmet để đo điện áp trên thi như thế nào. Và bây giờ là mình sẽ chạy mạch mô phỏng. Các bạn có thể thấy ở đây. Đây là đường điện áp của thi sẽ theo diễn biến thời gian thi số 1 đấy. Thì đầu tiên khi mà thi cả ba thi đang đóng như thế này, đang đóng thì điện áp ở trên thi sẽ bằng điện áp pha A. Nó sẽ như thế này. Đó, điện áp pha thi sẽ bằng điện áp pha A. Nên là cái đường này nó sẽ chạy theo pha A. Theo cái đường pha A màu đỏ này. Nó sẽ chạy vòng lên như thế này. Đến thời điểm này, tức là sao? Góc mở alpha bằng 90 độ đến cái thị, đây là thành phần u dây nhé. Đến cái này là góc mở alpha bằng 90 độ. Khi đó thi dẫn thì bản chất của nó giống như là một mạch điện. Nên là điện áp trên thi lúc này sẽ bằng 0 từ đây cho đến đây. Đến thời điểm này thì tất cả các thi thì là thi đóng lại. Đây là cái điện áp ở trên UR khi rơi trên UR ấy. Thi một đóng lại thì sẽ điện áp trên thi lúc này sẽ lại bằng điện áp pha A. Tất cả ba thi đang đóng này. Điện áp trên thi sẽ bằng lại bằng điện áp pha A. Nó sẽ chạy theo một đoạn như thế này. Cho đến thời điểm này, góc mở alpha 90 độ thì tức là đến cái thời điểm này thi số 2 nó sẽ mở ra. Tức là thi ở van B. Lúc đó thi này nó sẽ chịu hai cái đường điện áp. Một là áp từ A này đến đây này. Hai là áp từ B, lúc này thi số 2 mở ra. Đấy, điện áp B nó sẽ đi theo hai cái đường như này. Và nó thì bây giờ lúc này điện áp ở trên thi nó sẽ là điện áp của UAB. Vậy nên là nó sẽ chạy theo cái đường VAB này. Để mà vẽ được cái VAB này và VAC thì chúng ta sẽ lấy giao điện. Đây là cái màu đỏ là điện áp pha A nhé. Thì mình sẽ vẽ luôn. A này, B này, C này. Để vẽ UAB thì ta sẽ tìm điểm giao nhau giữa UA và UB. Chính là tựa điểm này. Các bạn thì có thể gióng lên đấy, thấy một điểm này. Tiếp theo, điểm giao nhau tiếp theo là điểm này. Đó. Hai điểm giao nhau nó sẽ tạo thành một nửa chu kỳ và chúng ta cứ vẽ như vậy. Tiếp theo. Cho đến thời điểm này BM thì nó sẽ đi theo UAB như mình vừa nói. Đến thời điểm này tất cả các thi đều đóng lại. Điện áp trên rơi trên thi sẽ bằng điện áp trên pha và nó sẽ đi theo đường màu đỏ. Cho đến thời điểm này van C mở và thi số 3 sẽ mở ra. Lúc này điện áp ở trên thi sẽ chịu điện áp ở đây. Đầu một đầu A này, một đầu C, C nó sẽ chạy ra đây và chạy cả sang đấy nữa. Nên là điện áp trên thi lúc này sẽ là VAC. Nó sẽ đi theo cái đường màu xanh lá cây này. Cho đến thời điểm này thi đóng, tất cả các thi đều đóng lại. Dẫn đến một việc điện áp trên nó sẽ lại bằng cái điện áp của pha A. Nó sẽ đi một đoạn này. Đến thời điểm này góc mở 90 độ mở ra. Thì thi nó thi một lại mở. Thi một mở này thì nó cho điện áp đi qua và u trên thi nó sẽ không không có và nó sẽ đi theo đường bằng 0 này. Lại cho đến thời điểm này. Tất cả các thi đều đóng lại. Tất cả các thi đều đóng lại. Vậy nên nó sẽ đi theo điện áp pha A. Đến thời điểm này góc mở alpha bằng 90 độ
Lúc này pha B sẽ mở ra và điện áp trên thi chịu hai điện áp là điện áp pha A và điện áp pha B chạy lên theo như thế này. Vậy nên nó sẽ chạy theo cái đường màu xanh nước biển VAB này. Cho đến thời điểm này là thời điểm mà tất cả các thi đều lại đóng lại và điện áp hứng chịu nó sẽ lại là UA. Cho đến thời điểm này góc M alpha lại bằng 90 độ thì thi nó sẽ lại, nói chung là một quá trình nó cứ liên tục như vậy.